Em cứ nhảy theo tự nhiên theo ý của em đi. À, được anh. Rồi, ghế bên trái. Rồi, ngồi xuống đi chị. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. À, Tường chào anh chị, bây giờ anh sẽ là người giới thiệu trước ha. Xin chào cô Cát Tường, xin dạ. Chào ban biên tập, xin chào Hoàng Hải bên kia. Tôi là Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, quê ở Bắc Giang. Tôi là nghề nghiệp thì chế biến nông sản, tức là ngành gỗ. À dạ. Thích đi du lịch, thích đi phượt. Hiện tại anh đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống thì đang làm ở Hà Nội. Thế là hôm nay bay vào đây quay chương trình thôi? Dạ. Trước kia là mình người đóng quân ở trong quân đoàn 4 này. À. Thế là mình vẫn có cơ sở trong chỗ dưới Di An ấy. À. Thế là mình ra ngoài quê sinh sống, lập nghiệp ngoài đó, nhưng mà chuyện gia đình nó đổ bể. Thế như rủi như ví dụ nha, cái người bạn đời của anh ở trong thành phố và muốn anh vào trong này ở thì anh có vào được không? Ở đâu không quan trọng, bởi vì con mình lớn rồi. Yeah. Con mình lớn hết rồi là ở đâu thì ở, nhưng quan trọng nhất là có một tiếng nói chung và có tình thương. À. Bây giờ mời chị giới thiệu ạ. Dạ, kính chào ban biên tập. Kính chào MC Cát Tường, tôi tên là Quỳnh Thị Sương, sinh năm 1963 ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ. Yeah. Hiện tại chị có đang làm công việc gì không? Là như mình cũng đi phụ cho xây dựng. Phụ xây dựng? Trời ơi, mà da dẻ mịn o mà đi làm ra ngoài công trình mà da dẻ mịn o lắng con vậy? Cũng làm để phụ thêm thôi. Thế chị nghĩ thông thường thường trong cuộc sống hay là trong cái con người của mình sống bao nhiêu lâu thì mình thấy là mình có những cái điểm mạnh gì và những cái điểm yếu gì? Thì thẳng tính. Thẳng tính. Hòa đồng. Dạ. Trung tình. Trung tình. Còn điểm yếu thì như là mình thấy mình nghèo. Nghèo đâu phải cái tội đâu chị. Miễn là mình không có nghèo tình cảm ha, mình sống có đạo đức, có trách nhiệm với mọi người là ok rồi. Mình có sở thích gì không chị? Khi mà hôn nhân đổ vỡ rồi á, thì mình cũng có cái sự là ủng hộ các người xung quanh mình á. Tại vì mình hy sinh cả một tuổi thanh xuân để cho chồng con, nhưng mà mình không được hưởng một cái đáp ứng gì hết. Yeah. Thì bắt đầu lúc đó thì chị em mới kêu mình đi tham gia vô câu lạc bộ Vui Là Hát, Hát Là Vui vậy. Vui là hát, hát là vui. Bây giờ em muốn vui. Bây giờ chị hát một đoạn cho anh trai bên này nghe cho không khí nó vui một xíu nha. Cho khích lệ chị nha. Yeah. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mai đây cho dù rằng đời gấp bé chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù rằng đời gấp bé chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Hey. Anh có cảm xúc gì không anh? Thì bạn gái về đây hát rất là hay và là ngọt ngào. Dạ. Bây giờ như anh thì anh nghĩ là mình có những cái điểm mạnh gì và những cái điểm nào chưa mạnh? Điểm mạnh của mình thì nói về việc gia đình thì mình là người chăm chút cho gia đình. Dạ. Và ham công việc. Thế nên điểm mạnh là chủ yếu. Chứ điểm yếu thì chỉ có một điểm là nóng tính. Nóng dữ lắm không anh? Nóng thì những cái mà đi ra ngoài xã hội mà thấy ngang tay trái mắt là mình sẽ cũng bất bình những việc đấy. Vậy luôn? Đấy. Chứ không phải là riêng chuyện nhà mình, không, mà chuyện ngoài đường cũng nóng nữa. Ngoài đường, ví dụ như ra ngoài đường thấy cái gì người ta làm, cái điều mà nó sai trái thì mình cũng không chịu được. Nhảy vô luôn? Nhảy vô luôn. Trời ơi, anh ơi. Tôi cũng là một đời vợ rồi, nhưng mà thực sự để nói là tức là mình sống trong một cảnh như là vợ chồng không hợp nhau, là nhiều lúc mình cũng liên tục là ở trong trạng thái là ít nói. Cái tuổi này thì thực sự để nó đã hứa với lòng mình là thế, xem như là đóng cửa tình mở cửa chua đấy. Đóng cửa tình mở cửa chua. Đóng cửa tình mở cửa chua. Nhưng vì cô con gái cô cũng thu hút nhiều quá. Con gái đăng ký cho mình thì mình cũng vào đây. Con gái đăng ký. Thế là anh hiện tại là anh có mấy cháu rồi anh?
Mình thì được hai cháu, một cháu gái thì sinh năm 1988, cháu đang làm giáo viên. Cháu thứ hai thì chắc là làm cho cái công ty quảng cáo là ngoài Hà Nội. Hôn nhân của anh thì tại sao là đổ vỡ, mà đổ vỡ bao lâu rồi? Lúc còn trẻ thì mình thực sự để nói là mình cũng chỉ lo lắng công việc, là làm ăn để cho con gái nó trưởng thành, chứ không để ý về, chú trọng về cái việc vợ chồng không hợp nhau lắm. Thế thôi thì năm bỏ ba, chín bỏ là 10 để cho con gái nó có bố có mẹ. Thế nhưng mà thực tế để nói thì cũng cố níu kéo mãi không được, thì cô ấy làm đơn, cô ấy ra tòa, cô ấy chia tay. Bao lâu rồi anh? Chia tay thì nếu mà để ly thân gì là 6 năm rồi, mà chia tay 2 năm nữa là gọi là 8 năm rồi. Mà lớn tuổi rồi mà không ráng được hả anh? Cố gắng lắm rồi không được. Nó nhiều lý do, mà chuyện đấy giờ chia tay nhau rồi không nói được cái chuyện người ta đẹp với người ta tốt hay người ta xấu mình không nói được. Chỉ biết thôi, nói đến cái duyên đến lúc đây là không quản nữa thì thôi chia tay nhau. Chứ giờ nói của người ta có cái tật lọ tật kia thì mình chẳng nói. Mình là con lợn mà bà đó là tuổi hùm, nếu mà thuyết thì tâm mình nói thì thịt lợn thì là để là nguồn thực phẩm chính của con hùm. Nên là may mình không chết, nên là đến hiện giờ mình sống như con này thì mình lại ngồi đây. Chị tuổi con gì vậy chị? Mèo. Thì được không anh? Mão thì mình cũng rất hợp với tuổi mão. Này hai con này đâu có ăn nhau đâu đúng không anh? Hợp tuổi mão vì mình cũng hay làm với những người tuổi mão. Dạ, chứ còn chị, cái chuyện hôn nhân của chị hồi nãy chị cũng có chia sẻ đó là như thế nào ạ? Chị chia tay bao lâu rồi? Gãy đổ bao lâu? Chung là kéo dài thì cũng cách cũng khoảng chừng gần chục năm. Gần chục năm. Ê, con chị là mấy con ạ? Bốn cháu? Đứa. Ông đã kết hôn với người ta là 2008. Mình phát hiện ra luôn rồi. Ủa là sao? Mình cũng cực khổ rồi, không có điều kiện, với cái thời điểm đó là tình hình như là lấy nhau không có kết hôn. Dạ. Từ chỗ đó khi mà ông cứ làm ăn mình ở nhà nuôi con á, rồi là ông đi làm ăn xa hả? Ông đi lên thành phố làm ăn xa rồi cái ông cứ lừa mình không à, ông nói cuối cùng là ông đi kết hôn với người ta thì mình đâu có biết. Trời, là lúc đó là đã bốn đứa con rồi. Rồi chị chấm dứt luôn. Mà bốn đứa con mấy thì đứa là con nó cũng ủng hộ luôn. Bao nhiêu tuổi rồi, năm nay là bao nhiêu Út là Út này là 93. Là Út còn lớn nhất Út là còn lớn nhất á là 83. Ba đứa đã có gia đình, còn Út nó cũng chưa có gia đình, nó cũng đi làm. Là Út đang ở với mẹ, là giờ hai mẹ con. Dạ, dạ. Khi mà mình phát hiện ra như vậy rồi á, mình cũng trên bờ dưới ruộng lắm. Dạ. Giờ mình cũng người ta cũng nói mình rồi, mình cũng đi đến luật sư rồi, luật sư có nhiều chị nữ á, chị khuyên mình á là bây giờ á đã chồng mình như vậy rồi là mình không có còn tiếc nuối nữa. Thế thì bây giờ chị mong muốn tìm một cái người bạn đời của mình là người như thế nào? Như chị không có đòi hỏi gì cao hết trơn á, chị muốn như á bây giờ con nó không ở cần kề với mình. Khi đêm hôm mình đau, mình không có người để chia sẻ, thì giờ mình muốn đã có người đó là như là bạn, vừa tri âm cũng có tình có nghĩa. Khi mà anh ấy thì bệnh đau thì có mình, mình bệnh đau có anh ấy. Yeah. Kiếm một người nếu mà đồng cùng cảnh ngộ như chị, hiểu như chị, hai bên để mình dựa nhau mình sống. Trước mắt là em thấy về hoàn cảnh thì hai anh chị cũng đồng cảm được với nhau đó. Ví dụ như bây giờ chị phải đi ra Bắc ở với ảnh thì chị đi không? Đi chứ. Chứ giờ đâu có vướng bận gì nữa đâu ha, con cái lớn hết rồi. Nói chung là bây giờ mình chỉ cần có người kề cận để mình chia sẻ. Tại vì giờ cái quỹ thời gian của mình nó không còn bao nhiêu, nó cũng cạn dần rồi. Rồi, em hiểu được cái tâm lý của chị rồi. Thế còn anh ạ, giờ anh mong muốn tìm một cái người bạn đời chia sẻ với mình sau này là người như thế nào? Mình thì thực sự nói là mình đang rất cần và khao khát thèm người phụ nữ, tức là hỗ trợ cho mình trong công việc, chia sẻ mình công việc, gánh bớt cho mình công việc. Giờ anh muốn cụ thể chia sẻ là chia sẻ hay sao? Tôi có thể lo lắng cho mình qua công việc đó, đỡ cho mình vấn đề quản lý, rồi có thể là đi giao hàng, giao hóa này, hoặc là mình mua bán trao đổi, gánh bớt cho mình công việc đó đi, áp lực bớt áp lực. Chuyện kinh doanh này là anh dự kiến làm thế bao nhiêu năm nữa? 5 năm, 10 năm? Mình cố gắng làm khoảng 5-6 năm nữa là mình... 5-6 năm nữa là nghỉ hưu? Thì không làm nữa. Dạ, bây giờ thì là... Mình cũng muốn là đến giờ chỉnh tìm người bạn để như là bầu bí về già. Tức là con nuôi cha thì bà nuôi ông. Cái quan điểm của mình như thế. Cho em xem hình của anh nha. Đây, cho chị dễ lắm, 50-50 thôi. Chị có quyền lựa chọn hai anh đó ha. Rồi chị cho em biết là anh nào để em... Rồi bên đây cũng đơn giản lắm, cũng chỉ có hai người thôi. Trong hai chỉ có chọn một thôi chứ không có nhiều, cho nên là cũng dễ chọn. Chị chọn anh nào ạ? Lý do tại sao chị chọn anh đó? Tại vì chị có một cái liên tưởng là chị nghe cái giọng nói anh đó, chắc chị nghĩ... Nghe là... cái giọng nói? Ồ, còn anh sao? Tại sao anh chọn chị này? Mình lý do? Mình cũng linh cảm của mình.
hai tấm hình đều có chỉ nha. Đây. À vậy á hả? Bây giờ em sẽ mở cửa trái tim ra, hai anh chị nhìn nhau và kiểm tra xem mình đã lựa chọn đúng hay không nha. Xin mời anh chị. Đây em. Không phải. Thế thì anh linh cảm của anh là không chính xác. Thì đúng rồi. Đó. Nhưng mà chị này với chị này mới đúng chứ. Đây mình như này người này. À, nhưng mà thật ra là chị này với chị này mới đúng là một nè. Em qua trái tim luôn được không? Lần đầu tiên được gặp em ở chương trình đây, xin tặng em bó hoa. Rất hạnh được làm quen với em. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em đến đây cũng em cũng có món quà để gửi tặng anh. Với một xin, mấy câu thơ thay lời nói của em luôn. Xin cảm ơn. Em cũng xin anh mở hộp và đọc câu thơ. Rồi. Dạ, cô Cát Tường. Dạ, rồi ngồi xuống đi em đọc cho. Dạ, đây là muối củ gừng. Muối gừng. Dạ. Thế là mình sẽ nghĩ rằng là gừng càng già càng cay. Dạ. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Đúng rồi, đấy. À, rồi em xin đọc cho anh nghe bốn câu thơ của chị gửi ra anh nha. Hôm nay em đến chương trình gặp anh chỉ để ghép tình uyên ương. Hình hình bóng bóng vấn vương, tơ vương một mối yêu thương trọn đời. Dạ. Rất là ý nghĩa với một cái gửi gắm của cổ là gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ha. Thế một người phụ nữ như em là nuôi mấy đứa con cũng vất vả trong vấn đề chăm sóc các con cái. Dạ. Nên là cũng không được may mắn như người khác. Dạ. Đấy. Thế hôm nay đến đây là đến chương trình thì nhờ chương trình xe duyên cho anh và em. Dạ. Thế còn duyên thì có chứ còn phận thì như nào đó thì hồi sau mình sẽ biết. Dạ. Thế còn chị hôm nay khi mà em mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của chị là như thế nào? Chủ cảm xúc sao hồi hộp. Hồi hộp quá hả? Không nói được. Dạ. Chị thì bình thường ở trong câu lạc bộ là chị cũng giao tiếp gặp gỡ với nhiều bạn bè cùng trang lứa với mình lắm đúng không? Câu lạc bộ là khiêu vũ rồi này kia đi chơi. Ca hát. Đó. Nhưng mà mình không có cái cảm giác sợ mà không có cảm giác run. Trời ơi, anh đâu làm gì chị đâu mà chị sợ. Nhưng mà vậy là khiêu vũ đẹp lắm phải không? Mặc bộ đồ này, bộ đồ đi nhảy nè, bộ đồ khiêu vũ nè. Thì đúng rồi. À. Ủa anh có khi nào đi khiêu, chắc anh bận quá không có thời gian ha. Thực sự để nói là mình đến khoảng cứ tầm tối là mình chưa bước chân ra khỏi xưởng. Thì không bước chân đi đâu. Dạ. Tức là xác định là cứ ngày làm công việc đó để làm vui. Đến tối thì chỉ có là làm bạn với chương trình bạn hẹn hò hay thôi, ngoài ra không có. Ngày mốt em biết đâu mà hai ông bà ở chung cái tối vẫn nhà đi khiêu vũ rồi chơi sáng, đi cà phê ăn sáng rồi ha. Quá là tuyệt vời, quá là lý tưởng luôn. Bây giờ Cát Tường xin mời hai anh chị sẽ đến với một món ăn rất là đặc biệt, đó là món gỏi miếng tôm mực. Đây là món ăn với sự kết hợp bắt mắt bởi sự pha trộn màu sắc của tôm đỏ và rau xanh thanh mát. Thực khách sẽ bị cuốn hút bởi vị gỏi rau, gia vị thanh ngọt nè, vị ngậy giòn của tôm nè, mực lẫn trong vị chua cay của nước trộn Thái. Dạ, giờ từ mời hai anh chị thưởng thức món ăn, nhưng mà đừng quên việc là mình sẽ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi ít phút nữa Cát Tường sẽ quay trở lại. Dạ, mời hai anh chị. Anh mời em đi. Thì anh thì quan điểm của anh đến đây anh muốn tìm một người phụ nữ để là hỗ trợ cho anh về công việc. Thì công việc của anh thì là anh làm cái gỗ ra để làm cái ván độn thành ép, ép thành tấm ván ấy. Rất cần một người phụ nữ đó. Dạ. Thì không biết rằng là cái công việc của em đi làm tạp vụ thế thì có hợp với công việc của anh không? Em mà làm rồi thì em sẽ thích. Anh thì quan điểm của con cái thì bây giờ thực sự đến cái tuổi này thì mình không nghĩ rằng là mình sẽ sinh con đẻ cái được nữa. Dạ. Mình cần người bạn để bầu bí mình thôi. Thì bây giờ em đến đây rồi, em cũng nói với anh là mình cũng muốn tìm người để mà mình kết bạn, chứ không phải là mình đến để rồi mình nói cho nó qua câu chuyện. Ở đây mình không có thể nói nhiều được. Thì thôi bây giờ em với anh có duyên đến đây rồi, mình cho nhau cơ hội, mình bấm nút đi, còn những chuyện còn lại thì mình nói tiếp. Để anh nói em, nếu như anh cảm nhận được thì em là người phụ nữ vất vả. Anh thực sự rất trân trọng người phụ nữ mà đã trải qua những sự đổ vỡ mà có bản lĩnh để đứng dậy mà nuôi mấy đứa con trưởng thành. Dạ. Cái số của mình nó không có được may mắn như mọi người khác thì mình phải đành chấp nhận. Chứ em cũng buồn lắm chứ sao.
có phải riêng một mình em buồn đâu, anh thế chứ, anh cũng mặc cảm chứ. Nếu anh là người đàn ông mà để mà anh tự đứng ra để anh bỏ vợ thì nó là một nhát khác. Dạ. Chứ anh thì để vợ anh nó bỏ anh thì đâu mà anh cũng mặc cảm. Thế nhiều khi thực sự nói là cũng không muốn về quê, nhưng mà thực sự đến giờ phút này thì gia đình đổ bể rồi, đâu ra mình cũng muốn đi tìm người bạn. Bây giờ chủ yếu là kiếm cái người hủ hỷ sớm tối rồi bệnh hoạn ho hen, có bà nấu cho tô cháo rồi là thí dụ vậy, ông sức cho miếng dầu, đó là cái mình cần thôi. Chăm sóc hay là hỗ trợ người đàn ông thì em là chắc là biết cách. Không, anh biết, anh nhìn em anh biết, mà vì em là người phụ nữ đã vất vả nuôi 4 đứa con thì anh nghĩ em là người cũng vất vả, và em biết cả kinh nghiệm trong cuộc sống, về kinh nghiệm chăm sóc người bạn đời, em nghĩ là em thừa kinh nghiệm. Thế thì anh chỉ nói với em rằng là thời gian đây thì nó ít, không có thể nói là nhiều. Dạ. Anh mong muốn rằng là thưa anh em mình cũng tạo kiện cho nhau một cơ hội, kể cả em bấm hay không bấm, nhưng dạ, mình vẫn sẽ tạo cho nhau một điều cơ hội. Chỉ mơ nhất là sau này anh, nếu anh có một người bạn chi kỷ điều này, anh muốn hai vợ chồng đi ô tô đi phượt từ Bắc vào Nam, từ Nam vào Bắc. Trời, sao đi nổi anh? Anh đi, anh vẫn mình vẫn đi ô tô từ ngoài vào đây được mà. Anh lái xe. Thì mình làm ở dưới Đồng Tháp và cửa Vĩnh Bà, thế là mình đi xe ô tô từ ngoài Bắc vô đây. Đi một mình đi 2 ngày rưỡi. Dạ, vậy cái này anh ngày phải làm. Ngày đi thì là đêm ngủ, xong ngày lại đi 2 ngày rưỡi. Mà anh nói như vậy anh cũng có cùng chung suy nghĩ với em. Em vậy cũng mơ hả? Ước như vậy, nhưng mà tại vì hoàn cảnh mình cũng nghèo quá. Mình cũng mơ ước, mà mình mơ ước vậy thôi chứ mình đâu nhiều có biết. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước ha. Rồi, hy vọng là hôm nay ước mơ của anh chị ha là sẽ được thực hiện. Bây giờ em sẽ có mấy cái yêu cầu của chương trình. Em mời hai anh chị bóc để mà thực hiện những cái yêu cầu ở trong này. Các Tường, các Tường đọc kiến. Ủa sao vậy? Không có đem kiến, ai cũng không đọc được hết trơn. Hãy cùng nhau nhảy một điệu nhảy vui vẻ hoặc lãng mạn. Chà, cái này là trúng gu của chị rồi. Ảnh chắc không biết nhảy rồi, bây giờ chị qua chị dìu ảnh thôi chứ giờ sao? Đúng không ạ? Nhưng mà anh cho em nói chút rồi mình mới thể hiện. Rồi. Ví dụ như sau này mà anh với em cùng nhau đến với nhau rồi á, thì em thích hát là vui, vui là hát. Ví dụ như hàng tuần á, có thể anh đưa em đến tụ điểm đó để mình... Ví dụ anh không biết hát á, thì anh đưa em đi đến đó anh ngậm thưởng thức, rồi em lên em hát rồi em về. Trời có ơi. Được không? Không, cái đấy anh đồng ý rồi. Anh thì thực sự nói với em này, anh thì cái cuộc sống gia đình nó không được vui vẻ, nên nhiều khi anh sống trong môi trường nó âm thầm, nó yên tĩnh. Bây giờ mình thay đổi. Ồ đào. Bây giờ mình thay đổi đi. Bây giờ nếu mà thay đổi được cái môi trường sống đó, nó cảm cái điều là phải như là rất dũng cảm. Thế nhưng thôi thì cuộc sống nó buộc phải mình ở đâu mà theo đấy. Chứ mình không thể nói rằng là mình cứ ở trên chùa mãi được. Dạ, bây giờ đã xuống núi rồi. Trước kia em khổ lắm, em chỉ làm lụ biết đi làm gì, lo chồng lo con thôi, em không biết gì hết. Sau khi đổ vỡ rồi á, em mới cảm nhận được khi mình đi tham gia câu lạc bộ, mình thấy tới đó nó vui rồi nó thoải mái. Mình hoài giờ làm việc thì mình chỉ có đam mê nhiêu đó thôi. Anh thì lúc mà anh vui nhất anh cũng lên trên chùa. Mà anh buồn nhất anh cũng lên trên chùa. Anh vui nhất anh cũng lên trên chùa. Mà anh buồn nhất anh lên trên chùa. Bởi vì lúc ngày xưa mẹ anh còn sống thì lấy mẹ anh ra để mọi người than thở, như là gọi là kêu ca. Nhưng với anh bây giờ thì không biết than thở với ai, mà than thở thì than thở với sư thái ở trên chùa là anh cảm vui nhất. Hai nữa là công việc của anh, chỗ cái xưởng gỗ anh thì có mấy ngôi mộ ấy. Thì đêm trắng trăng buồn mình hay ra mình nói chuyện với các cụ đấy. Buồn mình hay ra mình nói chuyện với các cụ. Đây là mình thích chất. Thế nên bây giờ anh nói em rằng nếu hôm nay mà anh em không phải là duyên số nữa thì anh về anh khóa cửa tình. Khóa cửa luôn, đi đến chùa luôn, đi đến chùa luôn. Thì trừ ai người nào dũng cảm lắm đập từ khóa ra thì mới là người. Dĩ như hôm nay em đến đây rồi em có thể em khóa cửa đó ra. Cái đó tùy em đón anh được không? Để xem. Thế là do quyền của em. Dạ. Thế nhưng anh chỉ nói em rằng hôm nay mình đến đây mình cho nhau một cái cơ hội đi. Dạ. Thế còn bấm hay không bấm thì mình vẫn sẽ là bạn của nhau. Dạ. Đấy, anh quan điểm anh thế. Rồi, bây giờ mời hai anh chị thực hiện yêu cầu của chương trình. Rồi, mời anh chị qua đây ạ. Mời anh. Cho em mượn cái tay anh. Tay anh hơi cứng bởi vì tay anh chuyên cầm gỗ, chuyên bưng về gỗ là tay anh cứng lắm. Em cứ nhảy theo tự nhiên theo ý của em đi. À, được anh.
Chị làm sao mai mốt mà ảnh nhảy được chung với chị luôn mới hay đó. Rồi, cảm ơn em. Hai anh chị. Cảm ơn em. Ổn không anh? Thấy ổn không vậy? Hay toát mồ hôi rồi? Nhưng mà thực sự để nói với Cát Tường điều rằng là lâu không đứng cạnh một người phụ nữ mình cảm thấy như người tim mình cũng bật ra ngoài đấy. Vậy là cũng vui rồi. Lâu rồi không được cầm tay một người phụ nào đó cũng cảm thấy là hơi hồi hộp. Rồi giờ tới phiên anh nè. Bạn sẽ nghĩ thế nào về quan điểm yêu là phải trao hết cho nhau? Dạ, anh nghĩ sao ạ? Rõ ràng quan điểm của mình thì mình có tuổi rồi, đã yêu thì coi là yêu là sẵn sàng chết với nhau rồi. Dạ. Sẵn sàng nhảy cầu Sài Gòn chết với nhau rồi mà. Đó là yêu mà đúng không? Thế sau khi đã yêu rồi thì tất cả sẵn sàng vì nhau cả. Dạ. Thì khi đã yêu rồi thì sẵn sàng chết vì nhau luôn. Rồi, sống với nhau chứ chết. Máu mình còn chẳng tiếc gì, tiếc gì cái thân luôn. Đây riêng quan điểm tôi, yêu rồi thì máu mình không tiếc. Thì không tiếc cái thân cả. Dạ. Cần nhất một người phụ nữ là có ba cái yếu tố là cần mình. Một là yêu thương mình hết, là yêu mình hết lòng. Thương mình hết lòng. Và sẵn sàng ôm mà càng lao sẽ tăng vì mình nữa. Người đó sẽ là bà hoàng của mình luôn. Bây giờ thì em sẽ mời một nhân vật cũng khá đặc biệt vào. Con trai của chị đây hôm nay có đi theo. Thì con cái bây giờ mà thấy cha mẹ mình đổ vỡ mà ở một mình lâu thì cũng lo. Tâm trạng là ai cũng muốn ba mẹ mình là đi thêm bước nữa. Rồi vô đây em trai. Dạ, rồi em đứng đây với chị. Trước tiên là xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào đứa trai bên đó. Dạ, chào tất cả ban biên tập. Là nói chung là từ nãy giờ là em ngồi bên hông cánh gà là đã nghe bên bác trai nói chuyện và em biết được một phần nào đó là về tính cách của bác trai rất là điềm tĩnh, cũng có nét đẹp lão, cũng dễ thương. Thấy bác trai cũng rất là tốt, hợp với mẹ con lắm. Rồi, cảm ơn con. Khen bác trai quá trời luôn bác trai ha. Rồi, cảm ơn con. Tôi lên, tôi đu theo ba mẹ, tôi lên chức luôn, cho bằng con luôn. À, đó là một ý kiến riêng của con trai. Thì nãy giờ mình cũng trải qua một cái thời gian, thật ra nó ngắn nhưng mà nó cũng đủ để anh chị có thể cảm nhận được. Vì mình tình trường mình trải hết rồi. Cũng thật sự rất là nhiều người, nhiều hồ sơ. Mà để tìm được một cái cặp để mà có thể tương đồng được với nhau á, cũng là một cái điều rất khó cho ban biên tập. Tại vì nó nhiều lắm. Người thì tuổi này, người tuổi kia. Có người đưa ra yêu cầu này, có người lại đưa ra cái yêu cầu nọ. Ai đăng ký chương trình cũng đưa ra một cái list đòi hỏi này kia kia nọ. Làm sao để mà cân đối được, mà để ghép đôi lại được một cặp đôi cũng là một cái vấn đề. Đó, thì hồi nãy giờ anh chị cũng đã chia sẻ như vậy rồi. Thì bây giờ mời anh chị đặt tay vào cái nút bấm này ạ. Và nhắm mắt lại nhé. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Tường thấy là anh không có bấm à, thì không hiểu lý do tại sao anh lại không bấm nút ạ. Không phải là mình không bấm, nhưng mình vẫn cảm nhận được cái từ con tim mình. Mình nghĩ mình thương một người phụ nữ vất vả. Nếu như người phụ nữ đó bây giờ phải theo mình về ngoài kia thì mình nghĩ rằng là cũng để lại cho mấy đứa con trong này không có mẹ chăm sóc. Thế mà bây giờ mình mà theo vào đây thì công việc của mình bỏ hết. Bấm hay không bấm, cái việc đó là không quan trọng theo ý mình đấy. Là do cái lương tâm của mình. Thế tâm của mình để mình cảm nhận được. Thì là sau chương trình này mình cũng sẽ xin lại cái số điện thoại này. Mình sẽ trực tiếp để nói chuyện mà nó cảm nhận được cái tình cảm đó thì mình sẽ tự vận động. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Mời hai anh chị đứng lên nè. Hơi buồn một chút vì mình đã không có làm tròn trách nhiệm mai mối của mình. Nhưng mà giống như tiêu chí của chương trình á, là những người tham gia chương trình họ có quyền làm theo cảm xúc của mình. Bởi vì trái tim mình mách bảo, cảm xúc mình mách bảo như thế nào thì mình đưa ra quyết định như thế vậy, như thế đó. Đó mới chính là tôn trọng bản thân và tôn trọng đối phương. Mặc dù anh chị không bấm nút ở đây, nhưng mà Tường cũng xin chúc hai anh chị là thứ nhất là được nhiều sức khỏe. Cái thứ hai là cái chữ duyên nó khó nói được lắm chị. Có nhiều khi nó sẽ đến một cách rất là bất ngờ. Và nhiều khi mình có chờ đợi, mình tìm kiếm thì nó lại không đến. Thì Tường sẽ chúc cho chị nhiều sức khỏe. Và hy vọng một ngày gần đây sớm thôi, chị cũng sẽ tìm được một cái nửa yêu thương của mình để chăm sóc bầu bạn sớm chiều. Cảm ơn chị đã tham gia với chương trình. Và anh cũng vậy ạ, Tường cũng chúc anh được nhiều sức khỏe. Và hy vọng anh cũng sẽ tìm được cái người mà giống như cái mong muốn của anh ạ.